Thưa quý vị, trẻ em ở dải Gaza bị thương vì các đợt không kích của Do Thái tính từ Gaza. Tại khu nhi đồng của bệnh viện Shifa, thân nhân của trẻ em bị thương đã nói lên tình cảnh của họ. Bà Saba Al-Masri ngồi bên giường cháu Shema bị thương trong một cuộc không kích, làm mẫu thân và chị bà ta tử thương. Chị bà ta và con trai, con gái đang đi trên đường thì bị thả bom. Người con trai bị thương ở đầu, trong lúc chị bà ta chạy tới con trai đã trúng quả rocket thứ nhì, chết ngay tại chỗ. Con gái Assi trúng bụng và gãy xương được đưa tới bệnh viện. Kamal Otwan điều trị nhưng chết vào ngày hôm sau. Bà Umm Mahmoud ôm cháu Mohammed nói rằng con trai và con dâu của bà ta đã bị thương. Ngày hôm nay Liên Âu nói rằng đang tiếp xúc với các thành phần trong vùng để tìm cách đình chiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã đề nghị giúp tìm một hiệp ước đình chiến cho dải Gaza.